Ở video này chào mấy bác nha. Bên em thì rất nhiều máy cắt cỏ, mấy bác thấy rồi đó, rất là nhiều máy. Nhưng mà em giới thiệu mấy bác một con siêu đỉnh có trợ lực nha. Không phải là trợ lực, quên, vừa trợ lực mà con này có xả áp chứ không phải trợ lực. Mấy bác biết rằng nguyên lý của nó rất đơn giản, khi mình kéo lên dây này là cái xả áp nó tì vô kìa. Đó, nó tì vô đó nha. Nó xả áp kéo rất là nhẹ. Chị em phụ nữ cũng có thể thấy được, nòng con này 33 ly. Ê trời, kêu đít như mới. Đó, nó là một hãng của Yamaha đó. Nó như mới nha mấy bác nhỉ. Con máy mà nó mới toàn diện này về rất là ít, gần như không có đâu nha mấy bác nhỉ. Những cái tem thông số này mấy bác có thể coi này. Đó, đây là trong quá trình vận chuyển nên nó hơi hao mòn một tí thôi, những cái vết xước này ăn thua gì. Đấy, còn nó con máy thì tuyệt vời mấy bác coi, từ dây hôm về nó trắng tinh luôn. Chẳng qua là quá trình em kéo lên nhiều quá rồi, nước nó em xịt rửa cho nó sạch sẽ thì nước nó vô thì nó đen mất cái dây rồi, chứ gần như chưa sử dụng bao nhiêu. N253 nghe mấy bác nha, một con máy rất là tuyệt vời mấy bác coi này. Từ tâm cần, từ ốc cần, mọi cái nó gần như nó mới tinh, coi như là mới luôn nha. Một con máy gần như là đẹp tuyệt vời. Mấy bác cho được mấy nút thì cho thôi. Đó, cho chấm điểm. Đây là cái hệ thống để xoay tự động của nó, để nó xoay. Cần bao lâu rin, nguyên rin. Đó, từ những cái này còn 7 màu hết toàn bộ nha mấy bác nha. Con này cả xả áp, mấy bác coi cho kỹ video em bán rất là rẻ thôi, để cho bà con nông dân ai cũng có thể tiếp cận được những cái máy phát cỏ. Đó, đế này còn 7 màu hết nha mấy bác nha. Đấy, new. Dòng Echo Kirit này nổi tiếng về độ bền, mấy bác xài không biết bao giờ cho nó hư, em khẳng định luôn nha. Không biết bao giờ cho nó hư được cái máy này. Đó, là em khẳng định câu đó. Nòng thì 32 ly hay 33 gì đó, trong một trong hai số đó thôi. Đấy, mấy bác coi này. Mọi thứ, một con N253. Xả áp. Nó kéo lên có thể nói là một đứa con nít kéo nó cũng nổi. Đặc biệt dây ga của nó rin hết toàn tập. Mấy bác coi một cái máy rin từ A đến Z nha. Từ chén cỏ, từ cầm ga công tắc cho đến mọi cái on off còn đủ hết, nguyên rin. Ông cần gần như chưa sử dụng bao nhiêu mấy bác có thể coi này. Đấy, rin toàn tập nha. Đó, bên Nhật họ cột mấy cái dây này em để luôn. Đó, vậy ạ. Rồi mấy bác mua thì em gỡ ra, yên tâm. Rồi, em sẽ cho mấy bác coi qua hệ thống trợ lực của nó. Đồ, đèn flash yếu quá rồi. Rồi, chịu khó. Đây, nó có xả áp nha. Chứ không phải hơi nó tụt đâu. Đó, ha. Hay không? Rồi, chưa bật công tắc. Đó, đây mới là bật này. Để tắt công tắc. Hãy giao tắt công tắc nhiều nữa không? Ga còn đến từng tiếng. Ga còn đếm từng tiếng nha mấy bác. Thành 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 thành. Rồi em sẽ cho mấy bác coi qua cái độ dễ nổ của nó là như thế nào. Nó dễ nổ cực kỳ luôn nha mấy bác nha, có trợ lực. Đấy, rồi em bật lên. Đây mấy bác coi này, dây nhẹ thôi, ha, nổ đó. Đây nghe, đây nghe mấy bác nha, rất là nhẹ, để dây chật thử luôn này, ha. Đây em thử cho mấy bác, con này có xả áp không? Rất là tuyệt vời mấy bác thấy không? Chỉ cần một tí thôi. Nên mấy bác yên tâm về chất lượng của con này, bên em đưa ra thì tuyệt vời. Do đèn em nó mất đèn flash, mấy bác thông cảm. Nhưng con máy rất là tuyệt vời, mấy bác yên tâm. Con này rin toàn tập, từ chế xăng này nọ luôn, không là liên toàn tập cái em bật. Rồi bật ra đây nha,
Đây, để em chiếu xa ra thêm phát nữa cho mấy bác coi nó nhẹ nổ đến cỡ này. Đây nha. Đấy. Đây nha. Đây. Hát lại. Đây nha. Nhẹ quá. Nó xả áp. Nó xả áp này vô này. Nó xả áp nha mấy bác nha. Nó xả nhẹ rồi. Rồi. Con này bên em bán cực kỳ rẻ. Giá 1,2 triệu, không bao phí vận chuyển. Một triệu 2 tại chỗ nha mấy bác nha. Mấy bác mua thì thêm cho em 50.000 nữa đi. Em vận chuyển tận nhà cho. Bao phí ship 1,2 triệu 50 là bên em đưa cho tới tận nhà. Để ai cũng có thể tiếp cận được những cái máy phát cỏ để mà làm nha. Đó, rin toàn tập nha mấy bác nha, một con máy echo. Rồi cảm ơn mấy bác đón coi video.